Câu chuyện về Fabrice Muamba sự trở lại kỳ diệu sau đột quỵ ngừng tim 78 phút. Fabrice Muamba, sinh ngày 6 tháng 4 năm 1988, là một tiền vệ bóng đá người Anh với khả năng chơi bóng thông minh, khéo léo và khả năng cắt bóng chuẩn xác, từng được tạp chí The Bolton News bình chọn là cầu thủ hay nhất Bolton mùa 2009. Tuy nhiên, ngày đen tối nhất của cuộc đời của anh xảy ra trong trận đấu giữa Bolton Wanderers và Tottenham Hotspur năm 2012. Muamba bất ngờ ngã sập trên sân, mặc dù không có bất kỳ tác động nào, tim anh đã ngừng đập trong vòng 78 phút. Muamba đã được đưa vào trạng thái hôn mê nhân tạo và tiếp tục nhận sự chăm sóc tại bệnh viện. Hai ngày sau, trái tim của Muamba đã đập trở lại kỳ diệu mà không cần đến thuốc. Anh đã trải qua một quá trình phục hồi kỳ diệu và tỉnh dậy sau hơn 2 tuần nằm hôn mê. Tuy vượt qua được lưỡi hái của tử thần nhưng anh không thể tiếp tục sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp khi tuyên bố giã từ sự nghiệp chơi bóng vào ngày 15 tháng 8 năm 2012 ở tuổi 24. Mặc dù đã phải nghỉ thi đấu vĩnh viễn do tình trạng sức khỏe, Muamba đã trở thành tấm gương về sự mạnh mẽ và kiên định. Anh đã trở lại sân cỏ để thể hiện sự ủng hộ và khích lệ đồng đội, đồng thời trở thành người đứng đầu các chiến dịch từ thiện và tập trung vào việc nâng cao nhận thức về việc cứu sống đột quỵ.